Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tam Đảo Vĩnh Phúc vừa ký quyết định khen thưởng đối với anh Đinh Văn Chiến, 30 tuổi, trú ở xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc vì hành động dũng cảm giải cứu thành công chiếc xe máy chở 3 người bị mất phanh trên đèo Tam Đảo mới đây. Cụ thể anh Chiến làm nghề sửa chữa xe lưu động trên khu vực Tam Đảo và buôn bán môi giới bất động sản tại khu vực này. Thời điểm xảy ra sự việc, khi đang di chuyển trên đèo Tam Đảo để sửa xe máy, anh thấy chiếc xe SH1 do một người đàn ông điều khiển phía sau chở một người phụ nữ và một cháu nhỏ đang cố đâm vào đuôi xe khách 29 chỗ, rồi tới một chiếc ô tô 4 chỗ, nhưng không dừng lại được mà vẫn lao vun vút. Bằng cảm quan nghề nghiệp, anh Chiến đoán chiếc xe máy bị mất phanh nên đã tăng ga đuổi theo để hãm phanh chiếc xe lại an toàn. Với đồ nghề mang theo, anh Chiến đã thay cả hai má phanh cho chiếc SH1 để ba người tiếp tục lên đường trở về nhà. Lãnh đạo huyện Tam Đảo đánh giá hành động đẹp của anh Chiến rất nhanh trí và dũng cảm được đông đảo người dân cảm phục. Câu chuyện về thanh niên cũng được chỉ đạo tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh, cổng thông tin điện tử của huyện Tam Đảo để mọi người dân đều biết và nói theo.